phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh. Ở những tiếng ve đã bắt đầu râm ran khi những vòng lá báo hiệu một mùa hè đã lại về. Thấm thoáng một năm học đã lại qua đi và năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động lớn, tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng, thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt cùng với sự phấn đấu của ban giám hiệu, các thầy cô giáo trong nhà trường, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các em học sinh và sự đồng hành ủng hộ của các bậc phụ huynh đã tạo nên điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Hôm nay được sự đồng ý của chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, trường tiểu học Trung Vương long trọng tổ chức buổi lễ tổng kết năm học 2022-2023 do của buổi lễ ngày hôm nay. Ghi điểm chỉ số 754 em. Quyết định khen thưởng học sinh năm học 2022-2023 căn cứ điều lệ. Con Phan Lan Thinh lớp 1D. Hai, bạn Tha Lan Thị Hiền lớp 1G. Ba, Cờ So Ly Ca lớp 2B. Bốn, yeah.
ai ai Thank you.